chuỗi thôi, chưa có chính quy. Bây giờ chúng ta sẽ chính quy. Hôm trước thầy có giới thiệu sơ với các bạn tại sao phải chính quy. Như vậy thì lý do để mà chúng ta quan tâm đến chính quy. Ví dụ các bạn là người quản lý một cái phái sale và các bạn cần một số bạn nhập liệu mã số sinh viên của Poly. Như vậy thì chúng ta sẽ có một quy định. Các bạn nhìn lại cái mã số sinh viên của mình. Đây, mã số sinh viên. Như vậy các bạn thấy là trong cái mã số sinh viên nó có cái gì giống nhau? PS. Và có một số lớp thì nó có một cái mã khác nữa chứ không phải là VS không. Đây, ví dụ BH của bạn Sơn. Đó. Hôm trước thầy hỏi tại sao là mã của bạn Sơn khác là các bạn biết rồi. Tại sao khác? Cơ sở khác, chuyển về đây học. Như vậy nó sẽ khác. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái mã gì? Mã gì khác nhau và giống nhau? Vậy thì trong cái phần mã sinh viên này của chúng ta, khi mà các bạn nhờ cộng tác viên nhập mã sinh viên cho cái file Excel của mình, chưa nói phần mềm ha. Như vậy thì có thể người ta sẽ nhập thay vì BH, thay vì BS. S là nó gần D. Thì người ta nhập BD. 30939, ví dụ như là 30999, ok. Thì cái mã này nè, mã này, giả sử ở Poly của mình đang biết là ở Sài Gòn là mình có B gì? BS, Hà Nội, BH, ở Tây Nguyên, BK, đúng rồi, Đà Nẵng, BD, Cần Thơ, BC, đó, ví dụ như thế. Những cái mã nào mà có cái ký hiệu phía trước là như thế này thì là đúng, được không? Cho nên ở chỗ này BD cũng có thể đúng, cũng có thể đúng. Nhưng nếu người ta nhập vô là BA, người ta nhập vô là BA, 30999, thì mình kết luận rằng mã này chắc chắn sai. Chắc chắn sai. Còn chắc chắn đúng thì không biết. Bởi vì cái mã này có thể đúng chứ chưa chắc đúng. Bởi vì cái số phía sau là 30999 thì chưa biết có hay không. Được không? Nhưng nếu như bạn biết một số cái chắc chắn sai, ví dụ như người ta nhập vô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thì chắc chắn sai. Hoặc là người ta nhập vô là PS 3099 thôi, thì chắc chắn sai, đúng không? Như vậy những cái mã như thế này nè là những cái mã sinh viên chắc chắn sai, đúng không nào? Như vậy thì mình biết là thế nào là đúng, thế nào là sai. Chắc chắn sai là mình biết, thì mình loại trừ ra. Khi mà người ta nhập vô BA hoặc là 1234 hoặc là BS 3099 thiếu thì mình báo với người ta là mã này sai. Còn nếu người ta nhập là BD 30999 thì tạm thời mình cho là đúng, bởi vì mình không biết đúng hay sai. Thì biểu thức chính quy nó giúp chúng ta hạn chế sai sót bằng cách loại trừ những trường hợp không đúng mẫu. Những trường hợp không đúng mẫu thì gọi là sai. Được chưa? Như vậy thì ở một số trường mã số này chưa chắc là sai. Bởi vì có một số trường người ta đánh mã chỉ có số không thôi, không có ký tự. Như vậy mình nói là mã sinh viên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là sai cũng chưa chắc. Nhưng theo bộ quy chuẩn của mình là mã số sinh viên của Poly phải có PS, BH, BK, BD, BC hoặc cơ sở khác nữa thì mình bổ sung vô. Và mình tạm thời quy định rằng có 5 cái này là đúng.
Như vậy thế là đúng. Còn nếu mà người ta nhập khác cái này là sai. Được không? Như vậy thì mình có một bộ quy tắc. Và quy tắc đó nó có một cái mẫu. Một cái mẫu. Thì chúng ta gọi là biểu thức chính quy. Hay mình đưa ra cho người ta một cái mẫu và mình so với cái mẫu đó. Nếu đúng thì ok. Còn nếu sai thì nhập lại. Như vậy làm sao để mình quy định được cái mẫu đó? Thì ở bên trong này người ta sẽ có một chính quy. Thì nó có hai phần. Một chính quy thì nó có hai phần. Một phía trước là cái mình muốn nhập nó thuộc loại nào. Ví dụ như ở đây người ta ghi trong dấu ngoặc vuông 0 trừ 9. À, tức là tại vị trí này chúng ta nhập 0 đến 9 là được. Còn nhập chữ A không được, nhập số khác không được. Âm 1 không tính. Âm 1 là hai ký tự các bạn. Nó không phải là số, mình đang tính ký tự. Cho nên âm 1 dấu trừ phía trước là một ký tự. 1 phía sau là một ký tự. Được chưa? Rồi tiếp tục ở phía sau này 37 mở ngoặc nhọn đóng ngoặc nhọn, tức là nó bổ sung cho cái phía trước. Tức là nếu như trong cái đoạn biểu thức chính quy của mình ghi là 0 đến 9 37, tức là cái chuỗi này của chúng ta có độ dài tối thiểu là 3, tối đa là 7 và chỉ chứa những con số từ 0 đến 9, không chứa cái khác. Như vậy nếu như biểu thức chính quy của mình là mình ghi như thế này, mình ghi như thế này, thì mình nhập vô 1 2 3, được không? 1 2 0, bởi vì tối thiểu là 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Không. Tối đa là 7. Mình nhập vô A, 1, 2, 3. Không. Bởi vì chỉ chứa số thôi. Không chứa cái gì khác ngoài số. Như vậy mình hiểu được biểu thức chính quy chưa? Đó là cái quy luật để mình đưa ra một bộ quy chuẩn. Và mình sẽ ví dụ cái đầu tiên. Về biểu thức chính quy đơn giản là số điện thoại của chúng ta. Như vậy các bạn nhìn rõ ở cái chỗ biểu thức chính quy là pattern này, người ta ghi 0. Nó không nằm trong dấu ngoặc vuông. Nó cũng không nằm trong dấu ngoặc nhọn. Thì là gì? À, bắt buộc cái ký tự đầu tiên của chuỗi phải là 0. Nếu số điện thoại mà thiếu số 0 thì bạn nhìn, bạn biết, bạn thêm số 0. Nhưng giả sử khi mình lấy dữ liệu từ ở một cái file Excel hoặc là các bạn gửi Zalo đi. Các bạn gửi số điện thoại cho bạn mình mà không gõ số 0, bạn bấm gọi được không? Không được. Mình phải sửa lại, mình thêm số 0 mới gọi được. Được không? Đó, như vậy thì các bạn thấy là quy chuẩn về số điện thoại và chúng ta sẽ demo lại ở đây là trang 16. Slide 6, trang 16. Slide 6, trang 16 liên quan đến số điện thoại của chúng ta. Và trong bài này các bạn không chỉ là học về biểu thức chính quy, mà tí thầy sẽ chỉ cho các bạn cái cách làm sao mình test nhanh nhất. Như vậy trước tiên mình có thì mình phải dùng đến scan để mình nhập liệu. Các bạn chọn new scan system. Cái này chúng ta làm quen rồi, các bạn cố gắng gõ bằng tay, đừng sử dụng đầu, đúng không? Chỗ này là chỉ có mình muốn nhập cái là tay của mình tự gõ, mình không cần phải suy nghĩ gì chỗ này hết. Và các bạn sẽ khai báo một cái chuỗi Mobi. Xuống đây mình sẽ edit out một câu thông báo. Nhập
số điện thoại cách ra. Mobi bằng scan chấm gì nào? Net line. Đoạn code này vui lòng nhập bằng tay. Tất nhiên là phải nhập bằng tay rồi, nhưng mà đừng có động não ha, xả bớt cái não mình ra, xả bớt cái đầu ra. Tức là cái đoạn này không cần gì phải suy nghĩ hết. Được không? Được. Cố gắng. Được. Tiếp tục nào. Nếu như chúng ta nhập như thế này thì chúng ta nhập bất kỳ cái gì cũng được. Không có đúng, không có sai. Được không nào? Nhưng nếu chúng ta quy định như trong bài, chúng ta sẽ có một cái string là pattern. Pattern đúng không? Pattern của chúng ta là một cái chuỗi quy định số điện thoại, số 0 phải là phía trước. Phía sau là cái gì các bạn? Những số từ 0 đến 9. Vậy nó sẽ nằm trong dấu ngoặc. Ngoặc vuông từ 0 đến 9. Và nó có thể lặp lại bao nhiêu lần? Nếu số điện thoại của các bạn là 10 số thì chỗ này lặp mấy lần? 9 lần. Nếu số điện thoại của chúng ta là 11 số thì lặp lại 10 lần. Vậy tối thiểu là 9, tối đa là 10 lần. Nếu như nhập chỉ có 8 ký tự thì số điện thoại của chúng ta là 0 cộng 8 là mới có 9 à. Vậy không có số điện thoại đó. Không có số điện thoại đó. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem cái số điện thoại mà chúng ta nhập vào này nè, đúng chuẩn không? Thì chúng ta sẽ kiểm tra nếu như mobi.match. Hôm trước có phải là mình đang nói là cái phương thức này dùng để kiểm tra không? Đó, cái buổi hôm trước mình có giới thiệu về xử lý chuỗi. Và mình sẽ đưa ở đây là pattern vào để mình kiểm tra. Nếu mobi mà đúng với cái mẫu này thì mình thông báo là số điện thoại đúng mẫu, đúng chuẩn ha. Còn số điện thoại có đúng hay không thì không biết. Và tiếp tục ở đây SL số điện thoại không đúng mẫu đi ha, không đúng chuẩn, không đúng mẫu gì cũng được. Rồi. Được không? Chạy kiểm tra. Nhập số điện thoại. Chúng ta nhập không. Nhập đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 đủ 10 số. Enter. Số điện thoại không đúng chuẩn. Chạy lại. Là bạn phải bấm run một lần nữa. Nhập số điện thoại 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Enter. Không đúng chuẩn. Như vậy mỗi lần mình phải chạy đi chạy lại, mất công không? Làm cách nào để mà nhập liên tục mà không cần phải chạy lại? À, chỗ này chúng ta sẽ bỏ cái đoạn này vô. Vô do while hoặc while do tùy. Và chúng ta sẽ while gì? À, while true. Rồi khi nào thoát? Nhập đến đâu thoát? Nhập đến đâu thoát? Nếu như bạn nhập đúng chuẩn mà thoát á thì bạn thử nhập sai không được. Cho nên mình cứ while true là được, không cần kiểm tra.
Bây giờ mình nhập số điện thoại 0123456789, đủ 10 số chưa? Enter, số điện thoại đúng chuẩn. Nhập lại. Tết mà. Mình đang là tester mà. Mình đang làm tester. Thì các bạn sẽ nhập bất kỳ, enter, sai, nhập bất kỳ, enter, sai. Được không? Nhập 0123456789 0, 11 số đúng chuẩn. Nhập 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, sai. Như vậy mình đã test được cái đoạn code của chúng ta một cách rất nhanh. Và bạn muốn test bao nhiêu lần cũng được. Và mình làm rất nhanh, không cần chạy lại. Đúng cũng quay lại, sai cũng quay lại luôn. Bởi mình đang là tester mà. Mình nhập sai thì mình cố tình cho nó ra thông báo là số điện thoại không đúng chuẩn. Còn mình nhập đúng là mình cố tình cho nó ra câu thông báo là số điện thoại đúng chuẩn. Mình nhập 10 lần thì trong đó có 4 lần đúng, 6 lần sai. Và mình kỳ vọng nó ra đúng theo cái ý của mình. Như vậy thì các bạn sẽ quay to và lặp đi lặp lại cho đến khi nào mệt, nghỉ, bấm đây, nghỉ. Được không? Như vậy đó là cách để bạn test chương trình. Và nếu chỉ là test thôi thì thực ra chúng ta không làm này. Nếu chỉ để là kiểm tra thôi thì chúng ta nên làm thế này. Add out cái gì? Thứ nhất là Mobi. Bạn sẽ đưa cái pattern vô đây trước đi. Pattern. Bạn sẽ cộng với một cái khoảng cách. Rồi sau đó bạn cộng với Mobi. Sau đó bạn cộng với một cái khoảng cách. Rồi cộng cái gì nữa? Theo các bạn. Thế các bạn mình muốn cộng gì nữa? Mình đang có ý định gì? Bạn nào đọc được suy nghĩ của thầy không? Thầy in ra một cái pattern, thì in ra cái số Mobi và thầy sẽ ý định ghi cái gì tiếp theo? Mobi.match pattern. Được không? Đây, vậy thì khi mà bạn test, ở đây nó để là số điện thoại đúng chuẩn, số điện thoại không đúng chuẩn. Nhưng mà thực ra khi mà bạn làm là tester, bạn cũng không mường tượng ra tại sao nó sai, tại sao nó đúng. Vậy bây giờ mình nhập vô đây. Rõ không? Mẫu của chúng ta là ký tự đầu tiên là 0 và 9 hoặc 10 ký tự tiếp theo là số từ 0 đến 9. Đây, ký tự đầu tiên là W là sai rồi. Vậy mình thấy tại sao nó sai chưa? Rồi, bây giờ mình nhập vô 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A. Sai. Vậy mình nhìn dữ liệu, mình test và cái bộ quy chuẩn thì mình biết nó sai, nhìn nó rất là rõ ràng. Như vậy đây là cách mà chúng ta xuất ra dữ liệu test mà mình nhìn nó dễ nhất. Được chưa? Còn cái mà hồi nãy là nếu như kiểm tra không đúng chuẩn thì làm gì, nếu đúng chuẩn thì làm gì, thì lúc đó mình áp dụng vô cái ứng dụng của mình thì mình làm. Còn bây giờ mình chỉ đang test thôi. Thì các bạn ghi như vậy. Được không? Đó là cách để các bạn code. Kịp không ta? Rồi, kịp không ha? Tạm thời mình dừng ở chỗ này đi. Để các bạn test lại.